Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung cùng đoàn công tác đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung cùng đoàn đã kiểm tra thực tế hai điểm tiêm chủng quận đang triển khai tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận và Trường Trung học Cơ sở Trần Đại Nghĩa. Hai điểm tiêm này mỗi ngày tiêm chủng cho khoảng 5.000 người. Tại đây, quy trình tiêm chủng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo một chiều. Người dân đến tiêm chủng được phân luồng và đảm bảo giãn cách dưới sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng và các tình nguyện viên. Quận cũng đã bố trí các khu vực tiêm, theo dõi sau tiêm, đảm bảo đồng thời phát nước uống miễn phí cho người dân theo dõi sau tiêm chủng. Qua kiểm tra thì tôi thấy là cái việc mình giãn cách đường Ngũ Hành Sơn đã làm rất là tốt rồi. Đặc biệt là cái việc đảm bảo cho người dân tới và tiêm và đầy đủ, thực hiện tốt các nội dung của công việc tiêm, nhưng mà đồng thời cũng đảm bảo tốt cái giãn cách. Cái này thì sáng nay lãnh đạo thành phố cũng có trao đổi và lưu ý là tiêm đẩy nhanh, nhưng mà làm gì thì làm phải đảm bảo cái giãn cách. Cái thứ hai nữa là riêng cái số tiêm mà của người nước ngoài nó sẽ trao đổi trực tiếp với cả chị Yến luôn, nhưng mà theo quan điểm tôi là nên để địa phương, tại vì họ cư trú ở địa phương mà. Cái thứ ba là tôi đề nghị là quận ngay lập tức thống kê cái số sinh viên và cái số tạm trú hiện nay mình chưa đưa vào trong cái danh sách, hiện nay còn lại chưa đưa vào danh sách, để báo cáo đề xuất sớm. Đến nay, quận Ngũ Hành Sơn đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 21.300 người, trong tổng số 60.500 người trong độ tuổi quy định tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong đợt tiêm chủng từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9, quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiêm cho 21.150 người.